Xin chào các bạn, trong video này, mình sẽ review cho các bạn top 6 loại mặt nạ dưỡng ẩm phù hợp cho học sinh, sinh viên. Đứng ở vị trí đầu tiên đó chính là mặt nạ ngủ Collagen Senka Deep Moist Gel Cream. Senka là thương hiệu Nhật Bản quá quen thuộc với người dân Việt với phân khúc bình dân nhưng chất lượng lại vô cùng hay. Đây là thương hiệu trực thuộc tập đoàn Shiseido và bắt đầu có mặt trên thị trường Việt Nam từ những năm 2017. Nhắc đến các sản phẩm nhà Senka thì không thể bỏ qua sản phẩm mặt nạ ngủ Collagen Senka Deep Moist Gel Cream được rồi, là sản phẩm mà được các beauty blogger không tiếc lời khen ngợi. Thành phần Collagen Senka Deep Moist Gel Cream được sử dụng công nghệ độc quyền của nhà Shiseido giúp cho các thành phần có trong sản phẩm phát huy hiệu quả một cách triệt để. Sản phẩm gồm các thành phần chính như Marine Collagen, ngăn ngừa lão hóa trên da, giúp cấp ẩm, làm mờ các vết nhăn trên da, dầu cám gạo, dưỡng da trắng, sáng mịn màng, mật ong và chất xuất chestnut rose, cung cấp độ ẩm, dưỡng ẩm cho da, giúp da căng mịn, tươi trẻ, giống oxy hóa trên da mặt. Super High Hyaluronic tăng khả năng cấp ẩm gấp 2 lần so với các sản phẩm khác, cùng với thành phần từ tơ tằm kích thích tạo làn da mới, tăng tính đàn hồi cho da. Công dụng: khả năng dưỡng ẩm và khóa ẩm chuyên sâu, bạn sẽ cảm nhận được da mặt mịn màng, mềm mại khi rửa mặt vào sáng hôm sau, giảm thiểu đáng kể các nếp nhăn trên khuôn mặt, làm dịu nhẹ làn da, giúp người dùng cảm thấy thư giãn, thoải mái sau một ngày hoạt động mệt mỏi. Công dụng 2-in-1, vừa làm kem dưỡng ẩm đồng thời cũng là mặt nạ ngủ. Cách dùng: vệ sinh da mặt sạch sẽ, thoa một lớp toner hoặc serum, có thể bỏ qua bước này nếu không có. Cho lượng kem vừa đủ thoa đều lên mặt và massage nhẹ cho kem dưỡng ẩm thẩm thấu vào trong da. Nên sử dụng 2 ngày trên một lần nếu muốn dưỡng ẩm và 2 đến 3 lần trên một tuần khi sử dụng với mục đích là mặt nạ ngủ. Giá tham khảo 154.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ hai đó chính là mặt nạ ngủ trà xanh Innisfree Green Tea Sleeping Matte. Nói về mỹ phẩm trên thị trường hiện nay thì không thể bỏ qua các dòng sản phẩm của Innisfree được, bởi những công dụng vô dụng hiệu quả mà sản phẩm của nhãn hàng mang lại cũng như giá thành quá là hợp lý. Mặt nạ ngủ trà xanh Innisfree Green Tea Sleeping Matte là sản phẩm hoàn toàn đáp ứng được những mong muốn về khả năng cấp ẩm cũng như dưỡng ẩm cho da mặt của khách hàng. Thành phần: với những nguyên liệu ở đảo Jeju nơi có không khí trong lành, nguồn nước sạch không ô nhiễm là thiên đường cho Innisfree sử dụng cho các sản phẩm của mình. Mặt nạ Innisfree gồm những thành phần được chọn lọc từ 2,401 lá trà xanh Hàn Quốc, khả năng dưỡng ẩm chuyên biệt chứa 16 acid amino đậm đặc gấp 3,5 trà xanh, chứa enzyme từ trà xanh, cấp ẩm cực tốt cũng các dưỡng chất phục hồi làn da khỏe mạnh, chứa lactobacillus formalicate hàm lượng 100 ppm là hoạt chất lợi khuẩn, sản sinh ra collagen tái tạo làn da, đồng thời có khả năng loại bỏ vảy da chết, cải thiện tình trạng hydrat da, dưỡng ẩm, giảm nếp nhăn và chống oxy hóa. Công dụng: cung cấp độ ẩm và dưỡng ẩm cho da suốt trong thời gian ngủ. Kết cấu kem mềm mại, dễ thẩm thấu vào da không gây cảm giác bết dính, khó chịu trên da. Tạo đàn hồi, tái tạo lại làn da, vì cho thành phần EGCG có tác dụng chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư da và sự phát triển của mụn trên da. Gồm các thành phần vô cùng lành tính, không lo kích ứng, khó chịu trên da, phù hợp với mọi loại da kể cả da nhạy cảm. Cách dùng: vệ sinh mặt sạch sẽ, chỉ nên sử dụng mặt nạ dưỡng ẩm vào bước cuối cùng sau khi thực hiện các bước skincare khác. Sử dụng 2 đến 3 lần trên một tuần. Giá tham khảo 370.000 đồng trên 80ml. Đứng ở vị trí thứ 3 đó chính là mặt nạ dưỡng ẩm Naruko. Mặt nạ dưỡng ẩm Naruko là sản phẩm đến từ Đài Loan và bắt đầu được ưa chuộng trong những năm gần đây. Chiết xuất từ những thành phần thiên nhiên vô cùng an toàn, pha phù hợp với mọi loại da, đánh bật những nỗi lo như cháy nắng, hư tổn, là loại mặt nạ dưỡng ẩm top 1 của Đài Loan và top đầu về sản phẩm mặt nạ dưỡng ẩm của châu Á. Thành phần: San Isilic Acid, được coi là thần dược cho da mụn, có trong hầu hết các sản phẩm trị mụn, tẩy hết tế bào chết, bã nhỡ, trả lại vẻ mịn màng, ẩm mượt trên da. Tinh chất tràm trà, giúp kháng viêm, giảm vết nhỏ, thâm trên khuôn mặt, giống như San Isilic AQD cũng có khả năng trị mụn vô cùng hiệu quả. Hamamelis Viridiana Extract, khả năng dưỡng da tốt, các hoạt chất từ cây phỉ, cấp ẩm dưỡng ẩm cực hiệu quả. Ngoài ra, còn có các thành phần khác như Water, Ether Anchorhan, Butylene Glycol. Công dụng: tăng khả năng dưỡng ẩm, cấp ẩm trên da, hạn chế tình trạng khô bong chóc do thiếu nước, có khả năng trị mụn cực hiệu quả, giảm thâm, nám trên da, hút dầu thừa, kiểm soát bã nhờn, cải thiện tình trạng đổ dầu, lỗ chân lông được thu nhỏ, tái tạo làn da, tăng khả năng đàn hồi, chống oxy hóa, lão hóa trên da. Cách dùng: vệ sinh sạch sẽ khuôn mặt, sau khi rửa mặt, thoa một lớp toner và sử dụng mặt nạ dưỡng ẩm. Đắp mặt nạ khoảng 15 đến 20 phút, sau đó gỡ bỏ mặt nạ, vỗ nhẹ và massage nhẹ trên mặt giúp các dưỡng chất còn lại thẩm thấu vào da. Không cần rửa lại bằng nước và tiếp tục ACCS chu trình skincare. Giá tham khảo 25.000 đến 30.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ tư đó chính là mặt nạ cấp ẩm cho da Medihin NMFA Quaring Ampoule Matte X. Mặt nạ cấp ẩm da thuộc thương hiệu Medihin vô cùng nổi tiếng tại xứ sở kim chi, không chỉ được đông đảo chị em phụ nữ truyền tay nhau sử dụng vì khả năng cấp ẩm cùng hiệu quả và chất lượng.
đến từ cái đôi làm đẹp của thế giới mặt nạ cấp ẩm cho da Medihine NMF Aquaring Ampoule Matte X đã không khiến người tiêu dùng thất vọng khi mang đến một làn da luôn tươi sáng, căng mịn, tràn đầy sức sống. Thành phần: mặt nạ cấp ẩm Medihine NMF Aquaring Ampoule Matte X với các thành phần chính như Hyaluronic Acid, Ceramide E, Adenosine, khả năng tạo lớp ẩm, mềm mượt cho da trong nhiều giờ, thấy được sự khác biệt vào sáng hôm sau. Với thành phần là Ampoule Matte mặt tinh chất, giúp se khít lỗ chân lông, kiềm dầu, hỗ trợ điều trị mụn hơn cả serum. Mặt nạ cấp ẩm Medihine NMF Aquaring Ampoule Matte X phù hợp với mọi loại da, đặc biệt da khô, nhờn do thiếu nước. Công dụng: khả năng khóa ẩm và giữ ẩm cực tốt, hạn chế các nếp nhăn, chống oxy hóa, giúp làn da luôn tươi mịn, sáng da đều màu, củng cố cấu trúc da, kiểm soát bã nhờn, làm sạch, se khít lỗ chân lông cấp ẩm chuyên sâu. Cách dùng: vệ sinh mặt sạch sẽ bằng sữa rửa mặt hoặc nước tẩy trang nếu có trang. Điểm: đắp mặt nạ giấy lên mặt, thư giãn khoảng 15 đến 20 phút cho các dưỡng chất thấm vào da, sau đó massage nhẹ trên mặt. Giá tham khảo 29.000 đồng. Đứng ở vị trí thứ 5 đó chính là mặt nạ cấp ẩm cho da BNB Gervita Derma Moisture Cream Matte 28ml. Mặt nạ cấp ẩm cho da BNB Gervita Derma Moisture Cream Matte là sản phẩm thuộc thương hiệu Ban Obari của Hàn Quốc, là vị cứu tinh của mùa hè cho các cô nàng với khả năng cấp ẩm diệu kỳ, đánh bay đi cái nóng, oi bức, khô rát của thời tiết. Mặt nạ dưỡng ẩm với chất tự nhiên, vô cùng lành tính và không gây kích ứng trên da. Thành phần: mặt nạ dưỡng ẩm BNB Gervita Derma Moisture Cream Matte với thành phần được chiết xuất từ hoa nhung tuyết, ngăn ngừa lão hóa da, nâng cơ, chống chảy xệ. Chiết xuất cà tím, chống oxy hóa, điều hòa da. Chiết xuất dâu tằm, làm sáng, cải thiện làn da không đều màu. Chiết xuất rau má, giúp tổng hợp collagen, chống oxy hóa, tăng tính đàn hồi cho da. Dâu hạt thìa là đen, hỗ trợ điều trị trứng cá.